lộ trình học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu. Việc chinh phục một ngôn ngữ mới chưa bao giờ là dễ dàng cả. Việc này càng thêm khó khăn với những người học tiếng Nhật, bởi đây là một ngôn ngữ khó với nhiều bảng chữ cái và ngữ pháp phức tạp. Thế nhưng chỉ cần quyết tâm và có một lộ trình học hợp lý thì chắc chắn bạn đã chinh phục được tiếng Nhật. Hãy cùng Go Japan vạch ra lộ trình thời gian, kế hoạch học tiếng Nhật khoa học tổng quan cho người bắt đầu học tiếng Nhật nhé. Về cơ bản, thời gian, kế hoạch, lộ trình học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu có thể tiến hành như sau. Giai đoạn 1, nhập môn học bảng chữ cái. Khi bắt đầu học bất cứ một ngôn ngữ mới nào, bạn cũng cần phải làm quen với bảng chữ cái của ngôn ngữ đó sử dụng. Với tiếng Nhật, có hai bảng chữ cái tiếng Nhật được sử dụng, đó là Hiragana và Katakana. Trong mỗi bảng sẽ có tổng cộng 46 chữ cái và chúng chính là thành phần để cấu tạo thành từ trong tiếng Nhật. Trung bình bạn sẽ cần khoảng 2 tuần cho hai bảng chữ. Nhận thấy tầm quan trọng của những bước khởi động trên con đường học tiếng Nhật này, Go Japan đã đưa ra một lộ trình học hợp lý để người học có thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Khóa học bảng chữ Hiragana của Go Japan bao gồm 11 bài và Katakana có 8 bài. Mỗi bài học được phân bố lượng kiến thức vừa phải, chỉ gói gọn trong 30 phút bao gồm thời gian xem bài giảng và thực hành, luyện tập. Bạn có thể xây dựng lộ trình của riêng mình hoặc tham khảo lộ trình Go Japan đề xuất. Trong mỗi video bài giảng, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể cách phát âm, nét viết sao cho đúng, cách liên tưởng để nhớ được lâu khi bước đầu làm quen với loại chữ tượng hình thế này. Ngoài ra, mỗi bài giảng sẽ liên kết với một chủ đề văn hóa để bạn có thể nâng cao hiểu biết về con người cũng như văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Ngay sau mỗi video bài giảng là phần luyện tập. Go Japan hướng đến phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết cho học viên. Nên ngay từ những giai đoạn đầu, bài luyện tập phải luôn đạt đủ tiêu chí, đa dạng, phong phú để có thể hỗ trợ các bạn nhớ được ngay mặt chữ, cách phát âm và đặc biệt là nghe và viết. Sau khi đã thuộc hai bảng chữ cái thì sẽ tiếp tục tiến tới giai đoạn 2, trình độ tiếng Nhật sơ cấp N5, N4. Ở trình độ này, bạn sẽ cần phải học khoảng 700 từ và 80-100 kanji trong tổng 2.000 chữ kanji thường dụng. Trung bình, muốn chinh phục được trình độ N5, bạn sẽ mất khoảng 150 giờ học tập. Sang tới trình độ N4 thì bạn cần phải học tiếng Nhật như thế nào? Bạn sẽ học khoảng 1.500 từ và 350 chữ kanji. Và khi này, bạn sẽ cần tới khoảng 300 giờ học. Nắm bắt được khó khăn của người học, Go Japan đã cho ra đời bộ giáo trình Go Japan dựa trên phân tích ưu nhược điểm điều chỉnh những bộ giáo trình nổi bật trên thị trường hiện nay như Minna no Nihongo, Marugoto cùng với lộ trình bạn có thể tham khảo. Video bài giảng xây dựng qua tình huống minh họa thú vị để bạn thấy được ngay ứng dụng của những từ vựng ngữ pháp vừa học trong hội thoại thực tế sử dụng như thế nào. Học từ vựng tiếng Nhật không quá khó bởi phát âm tương đối đơn giản, song lượng từ vựng lại vô cùng phong phú và đa dạng. Những từ vựng của Go Japan không chỉ được thể hiện bởi hình ảnh minh họa hay giải thích từ giáo viên mà còn có thể ghi cách dùng và sắc thái cảm xúc của nó trong hội thoại qua các tình huống trực quan đấy. Sau khi kết thúc bài học, đừng quên chuyển ngay đến phần bài tập nhé. Go Japan có hệ thống game bài tập tương tác vô cùng phong phú, gây hứng thú và dễ hấp thu kiến thức. Đặc biệt, nó còn có tính ứng dụng cao, chú trọng vào kỹ năng hội thoại. Kỹ năng quan trọng mà nhiều bạn lo lắng rằng sẽ không thể thu được khi chỉ học online vì không có môi trường thực hành. Các bạn sẽ được luyện khả năng nói ngay từ đầu, chỉnh sửa phát âm với công nghệ thông minh, luyện khả năng hội thoại bằng phương pháp roleplay với các tình huống gần gũi bằng công cụ nhận diện giọng nói tối ưu. Tiếp theo, như Sensei đã nhắc ở trên, kanji là phần siêu khó nhằn nhưng cũng là phần bắt buộc phải học, bởi hầu như văn bản, biển báo của người Nhật đều được thể hiện bằng kanji. Số lượng chữ katakana và hiragana cộng lại chỉ khoảng 20-30% thôi. Vì vậy, để các bạn có thể vượt qua được những khó khăn khi học kanji, Go Japan đã soạn lên hệ thống bài giảng thú vị, dùng các hình ảnh, câu chuyện thú vị tạo hứng thú, giúp ghi nhớ dễ dàng hơn. Cùng với đó là các bài tập ứng dụng giúp các bạn nhớ ngay các chữ kanji vừa học và luyện cách viết chuẩn xác. Kết thúc khóa học, các bạn có thể ôn tập và củng cố kiến thức với phần luyện thi ở tất cả kỹ năng và các bài thi thử được cập nhật thường xuyên. Nhờ đó, tổng hợp được kiến thức, kiểm tra trình độ hiện tại và hiệu quả học tập, biết mình còn yếu ở đâu để cải thiện kịp thời. Bên cạnh web, gojapan.vn và mobile app cho thiết bị iOS và thiết bị Android, Go Japan cũng cung cấp các lớp học trực tuyến với giáo viên phù hợp với nhu cầu của từng học viên. Chương trình học giúp các bạn ôn luyện và có thể sử dụng thành thạo kiến thức đã học, đặc biệt tập trung vào kỹ năng quan trọng nhất trong việc học tập ngôn ngữ, đó là hội thoại đấy. Ngoài ra, hệ thống thông minh trên app Go Japan giúp bạn tự theo dõi được quá trình học, mức độ hoàn thành bài học để bạn có thể lấy đó làm động lực học tập tiếp. Go Japan mong rằng bạn có thể xác định rõ cho mình lộ trình cũng như tìm cho mình phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả để nhanh chóng đạt được mục tiêu khi đến với tiếng Nhật của mình.